Mình đang có trên tay ở đây đó chính là chiếc iPhone 15 Plus và mức giá của nó chỉ tầm khoảng là hơn 16 triệu một tí thôi các bạn à. Điện thoại hay khai trương cơ sở thứ tư tại 258 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Anh em nhanh chân để có được rất nhiều quà nhá. Vậy thì nếu như mà so với một cái chiếc máy mới chính hãng bây giờ nó rơi vào tầm khoảng là 26 triệu, rẻ hơn khoảng 10 triệu như thế thì các bạn có thể tin được không? Với một cái chiếc máy mà đang có trên tay đây, mà máy này thì nó cũng là máy gần như là mới 100% ấy. Tại vì nó chỉ có gọi là nó không phải là máy mới vì cơ bản là nó là máy lắp. Mà máy lắp thuộc thị trường Mỹ thì các bạn biết rồi đó, nó không thể nào lắp được sim vật lý. Để mà có thể lắp được sim vật lý thì phải có rất là nhiều các cái hình thức khác nhau. Ví dụ ngày xưa hồi mà mới ra mắt 15 ấy thì nó sẽ có cái vụ là mang theo một cái modem. Đấy, mang theo một cái modem để mà kiểu nó kết nối không dây để mà nó có thể là truyền sim, dùng được cái sim tại thị trường Việt Nam. Rồi là sau đó nó phát triển lên thành là có một cái ốp lưng có thể là gắn được sim bên ngoài. Và đến bây giờ thì hiện tại chúng ta đã có một cái phương pháp gọi là triệt để nhất, tốt nhất, xịn sò nhất, đẹp nhất, đó chính là CNC. Cắt CNC khoét thêm một cái lỗ để mà có thể lắp sim trực tiếp vào đây. Thì mình thấy là đây là cái cách giải quyết gọi là nó triệt để nhất cho những cái dòng máy lắp thuộc thị trường Mỹ bây giờ. Để mà có thể tiết kiệm 10 triệu như thế thì rõ ràng nó là một cái mức giá mình thấy là nó hợp lý, đúng không nào? Tại vì cái chiếc máy này rõ ràng ở cái thời điểm mà vừa mới ra mắt như thế này thì các bạn cứ yên tâm rằng là chắc chắn các bạn không sợ mua phải máy dựng, mua phải máy lỗi cái thứ này kia đâu. Toàn là gần như là máy mới hết. Nó chỉ là máy cũ vì cơ bản là nó phải được bóc ra để mà cắt CNC, khoét một cái lỗ sim như thế này thôi. Chứ không phải cơ bản là bảo mà đã có ai dùng chưa thì gọi là chưa luôn các bạn. Thật sự là như thế, máy mới 100%, không xước xát, không có gặp phải bất kỳ một vấn đề gì. Thì cái chiếc máy này nó sẽ hướng đến những cái đối tượng người dùng như thế nào? Đó chính là những cái đối tượng người dùng mà họ sẽ không phải là mua chiếc máy này về để làm máy chính. Nghĩ mà bỏ ra tầm khoảng 16 triệu, 16 triệu rưỡi để mà mua một cái chiếc máy về chỉ làm máy phụ thì nghe nó có vẻ hơi vô lý. Nhưng sẽ có những người có nhu cầu như thế. Ví dụ như là TikToker chẳng hạn, họ chỉ cần một cái chiếc máy để mà về quay chụp cái thứ này kia, để mà edit chỉnh sửa video thì rõ ràng 15 Plus nó đáp ứng rất là tốt. Khi mà cái khả năng quay video của nó giờ đây camera đã được nâng cấp từ 12 megapixel lên thành 48 megapixel, xịn sò đẹp hơn rất là nhiều. Kèm với đó là về cái phần hiệu suất được cung cấp bởi con chip A16 Bionic, rồi là toàn bộ cái khung viền là nhôm, cái hiệu suất tản nhiệt của nó cũng sẽ tốt hơn so với lại 14 Pro Max trước kia là sử dụng khung viền thép. Cho nên là khi mà nói về cái việc gọi là lý thuyết là cái hiệu suất của 15 Plus nó sẽ được gọi là tận dụng triệt để hơn so với lại là 14 Pro Max. Và kèm với đó là gì? Nó có một cái màn hình lớn như thế này, thao tác cái thứ này kia, làm việc trên một cái màn hình lớn như thế này nó sẽ rất tiện. Còn chúng ta chỉ cần một cái chiếc điện thoại nhỏ, kể cả thậm chí là cục gạch đi chăng nữa, để mà nghe gọi là được rồi. Mà nói đâu xa, đây cũng phải là chiếc máy mà kiểu sử dụng cái phương pháp CNC đầu tiên đâu. Mà trước kia là đã có 14 dòng 14 series rồi, cũng thuộc thị trường Mỹ, cũng các CNC như thế, để mà nó cho ra có một mức giá vô cùng tốt luôn. Nhiều người họ chỉ cần những cái nó kiểu nó thực dụng thực tế thì rõ ràng là con 15 Plus này nó đáp ứng rất tốt ở trong cái tầm tiền khoảng 16 triệu rưỡi bây giờ. Tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ đánh đủ những cái rủi ro lớn về mặt kiểu bây giờ là máy mới nó còn nhiều thì không nói gì, nhưng mà về sau tầm khoảng là 3 tháng, 6 tháng đi, khi mà máy dựng, máy lỗi nó đã bắt đầu nhiều rồi thì cái rủi ro mà chúng ta mua phải một con máy dựng nó là điều mà rõ ràng là hiển nhiên. Thật sự là như thế, nó rất là dễ gặp so với lại bây giờ. Thì cái đấy chúng ta phải chấp nhận đánh đổi, vì cái mà chúng ta được ở đây đó chính là một cái mức giá rẻ không thể nào tưởng tượng được, đúng không nào? Rẻ hơn khoảng là gần chục triệu so với lại một cái mức giá mới như thế, để mà có được những cái trải nghiệm gần như là không khác biệt gì so với một cái chiếc máy mà mua đắt hơn, đúng không nào? Chỉ có về cái trải nghiệm sim thì kể cả là khi các bạn mua một cái chiếc máy lock đã được cắt CNC như thế này rồi thì các bạn chỉ cần là lắp vào kèm thêm một cái sim ghép nữa là dùng như là iPhone lock khác bình thường thôi, chứ nó cũng không có gặp phải một cái vấn đề gì về sóng sánh, về ao cả. Bây giờ máy lắp thì nó không phải là một cái vấn đề kiểu nó khó khăn như ngày xưa nữa. Cho nên là mua về là chỉ cần là với một cái tâm lý thoải mái hơn thì các bạn sẽ sử dụng nó cực kỳ thoải mái. Nhưng cũng có một điểm các bạn phải lưu ý là cái phần CNC này mặc dù là nó cắt rất đẹp, cắt rất sắc nét và do chính người Việt Nam mình làm các bạn nhé, thì nó đã là quá ok, nó quá tuyệt vời rồi. Nhưng đôi khi thì cũng sẽ có một vài con máy nó hơi bị kênh nhẹ. Khay sim thì cũng là khay sim kim loại chuẩn luôn, có gioăng cao su, cái thứ này kia đầy đủ cả. Nhưng mà đôi khi thì nó sẽ kiểu nó, khi các bạn vuốt qua, bạn sẽ vẫn cảm thấy nó hơi gờ nhẹ so với lại một cái chiếc máy mà kiểu mặc định của nó đã là có sim vật lý rồi.
Thì điều này chúng ta phải chấp nhận thôi. Đấy, đấy cũng là một cái chấp nhận. Đã gọi là cắt CNC thì các bạn cứ yên tâm rằng là cái xác suất này nó cũng sẽ rất là thấp, vì nó cực kỳ chính xác. Cắt CNC là cắt bằng máy tính mà, nên là các bạn cứ yên tâm là nó sẽ cực kỳ chính xác. Chỉ có một vài trường hợp là nó hơi bị lệch một tí thôi, thì có thể là chăm trước được cho một cái chiếc máy như thế này. Chứ còn pin của con iPhone 15 Plus này ở thời điểm hiện tại thì phải gọi là siêu trâu bò, siêu khủng khiếp luôn. Màn hình 60Hz với cái hiệu ứng animation có sẵn trên iOS thì mình thấy cơ bản nó vẫn rất là mượt. Và quan trọng nhất là cái màn hình này nó to, nên là khi mà sử dụng để xem phim giải trí thì nó rất là sướng. Kể cả là khi các bạn mua một cái con máy về để mà các bạn làm streamer, các bạn chơi game mobile, đấy, YouTuber, TikToker đồ, thì đúng là con này là phải gọi là số 1 luôn. Cho nên là không có gì để mà phải lăn tăn về mặt tổng thể của một em iPhone 15 Plus này. Nên là nếu có chốt lại vấn đề bây giờ đáng lo ngại nhất ấy, thì cũng chỉ có là sợ mua phải những cái nơi họ buôn bán không có uy tín, họ lừa đảo, họ bán cho mình máy dựng thôi. Tất nhiên là máy này nó cũng không hẳn là kiểu nguyên zin 100%, nhưng mà tại vì đã bóc ra để mà có thể là lắp khay sim vào rồi mà, cho nên là kiểu là zin linh kiện, gọi là linh kiện đúng chuẩn cái thứ này kia, không lỗi lòng, không hỏng hóc gì cả. Đấy, thì phải quan trọng nhất là về vấn đề đó. Chứ còn mà về mà cái lỗi mà CNC đôi khi cắt nó không được sắc nét, nó vuốt qua vuốt lại nó hơi gượng gượng, thì mang ốp lưng vào thì không thấy luôn các bạn à. Thật sự là nhìn bình thường soi kỹ thì mới thấy được cái phần gượng này thôi. Chứ còn cơ bản là cắt CNC là nó đã rất sắc nét, nó đã rất là đẹp rồi. Và mình cũng xin cảm ơn anh Nguyễn Lợi đã cho mình mượn cái chiếc iPhone 15 Plus này để mà có thể là thực hiện được video. Nói chung là được trên tay một con máy lóc mà cắt CNC mà do chính người Việt Nam làm thì nó cũng cảm xúc lắm các bạn à. Mình thấy là tay nghề của Việt Nam cũng rất là cao đấy. Nên là khi trên tay không khác gì một cái con máy mà được gắn sim vật lý cả. Đấy, thật sự là rất là đẹp, rất là sắc nét luôn. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn trong video ngày hôm nay. Còn bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.